Tắm nắng của con á hả? Ừ. Cần mình massage cho một tí không? Ừ. Ừ. Lên đây nè. Ê. Thế nào? Ôi, sáng ngày tắm nắng cho nó thoải mái đúng không? Mấy hôm nay ít nắng mà. Tắm nắng đi nha, mà về mình chuẩn bị rồi lên răng đi nha con nha. Tắm nắng rửa mặt và ăn sáng nào. Ừ. Con nào mình tắm nắng một tí đi nha. Mẹ vô đây. À không, mẹ con ngồi mày tắm nắng một tí đi nha. Dạ, đi vô nhà nè con, đi vô nhà đi con. Tới kia con. Ôi, ngồi đây. Rồi, đưa mẹ nè. Rồi.
Xong rồi, vào trong nhà thay đồ cho nhá. Đi nào con. Đi nào của con này. Ơi, đẹp gái chưa hả? Cầm tạ bỏ thùng rác cho mẹ nha, rồi xuống ăn sáng. Ừ. Đi bỏ thùng rác đi con. Bỏ thùng rác cho mẹ nhé. Ăn khoai mì trước này. Đấy. Ngon không? À, ngon á. Ăn chậm thôi con. Ngon không? À, ngon rồi. Ăn thêm nữa không? Ăn chậm thôi nha. Ăn chưa rồi liếm cái nắp này. Đây. Con này. Đấy, sữa chua trộn với chuối nha. Ăn nữa. Thôi ăn nữa nó no ấy con ạ. À. Nha. Ngon quá hả? Thôi đưa đây cho mẹ nè, đưa cho mẹ cái này đi. Ồ, ồ. Rồi, con ăn cái này nè. Rồi. Ui, dính đầy tay rồi. Chưa. Ừ. Ôi. Còn một ít này. Đây mẹ cúp cho con nha.
Nào nào, còn muỗng nữa. Đấy. Uống sữa ha. Đây là lau miệng đấy con nhá. Lau miệng, lau tay rồi phải uống nhá. Từ từ chờ mẹ xíu. Khoảng hết rồi. Đây. Dạ, chị uống xong đi dọn nha. Dọn cái này vô trước đây.